Xin chào cả nhà đã đến với kênh của Trang. Thì hôm nay Trang sẽ chia sẻ một bữa ăn trưa của gia đình nhỏ của Trang ở bên Mỹ nha các bạn. Coi Trang ở Mỹ ăn gì, có khác gì ở Việt Nam không nha các bạn. Xin bấm vào nút cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình đăng video mới nhé. Xin đa tạ. Đây, nồi cơm điện. Tôi lấy gạo nấu cơm. Cũng giống vậy thôi, quê hương Việt Nam mà, truyền thống đâu có gì thay đổi được. Đang đi lấy gạo nha các bạn. Nhờ cái nhà kho lấy gạo chứa trong đây nè các bạn ơi. Mở cửa ra nó tự sáng lên nè các bạn. Rồi Trang lấy gạo nha các bạn. Đây cái bịch gạo của Trang đây. Là cái bịch gạo nè các bạn, để trong múc gạo nha. Mấy lần trước Trang ăn cái gạo ở T25 á cũng ngon lắm, mà mua hổm không có, Trang mua đỡ cái gạo này. Thì mẹ con ăn một chung này một ngày. Do gạo nha các bạn. Do gạo cũng giống y như Việt Nam mình vậy thôi. Hồi xưa mình do gạo đãi đãi ở dưới cái ao á các bạn, cũng vui ha. Hay nhớ cái cảm giác đó vui ghê. Tại nghèo quá thì xưa đang đi về mà quê ngoại Trang ở Tân Thành á, đãi gạo ở dưới cái ao á các bạn. Rồi bây giờ là đẩy gạo với ao á, cám rồi cho cá nó ăn. Bây giờ làm gì có cảm giác đó hết các bạn. Bởi vì các bạn YouTube á, chia sẻ về miền sông nước á, mấy người ở nước ngoài á, nhìn thích làm như vậy á, nhớ về quê hương nguồn cội mình á các bạn. Cái chuyện này Trang làm gì mà chồng Trang nói cũng lạ nữa. Cái gì mà có vô gạo rồi đổ nước ra 2-3 lần, người Mỹ bỏ vô nấu luôn à. Nhưng mà cũng đâu có ăn gạo, ăn bánh mì đâu mà. Nhưng mà có nấu thì cũng đổ vô nấu luôn, chứ không có do như mình hai nước. Và cũng có những cái gạo mà Mỹ đa số cái gì cũng làm sẵn các bạn. Có cái gạo mà như nấu rồi rồi sấy khô rồi cái bỏ vô microwave cái hấp lên cái ăn, cái gì cũng sẵn hết á, nhưng mà nó đâu có ngon bằng mình nấu chất lượng hết các bạn. Rồi xong rồi, đốt đỏ lên rồi, trong khi chờ cơm nó chín thì Trang đi lấy nguyên liệu ra để nấu canh đường nha các bạn. Hôm nay Trang sẽ làm món chay. Đồ tất cả là phải để trong tủ lạnh cho nó đảm bảo tươi ngon. Đây, đậu hũ. Đậu hũ trắng, đậu hũ chiên nha các bạn. Hôm nay đang làm món chay. Đây là rau cải chợ Mỹ. Còn đây là bịch rau đắng là Trang hái về vườn nè các bạn. Thì đang luộc ăn luôn. Bây giờ Trang lấy cải ra, Trang làm cải. Trong khi chờ cơm sâu thì Trang nấu mấy cái này là cơm chín là có ăn liền. Ơ có hai đọt nghệ mà Trang hái ở ngoài vườn nè các bạn. Chúc Trang ăn sống luôn, nó bùi bùi đó. Bây giờ sắc. Sắc cải đây. Nó hơi mua hôm qua mà chưa có nấu, làm như nó hơi cũ cũ uống uống nè các bạn ơi, uống ghê vậy đó. Rau cải bên đây mắc lắm Trang ơi, cố gắng ăn đừng có để lâu nha. Đây. Nên cắt trước rồi rửa sau, rửa trước cắt sau gì cũng được. Thì thôi thao đổ nhỏ chỗ chặt chậu quá ta, ăn sắt trước rửa sau các bạn ơi. Một cây cải ra thôi, một cái tô thao cũng bự quá các bạn. Ngâm rửa. Cái rau đắng hôm qua Trang rửa rồi, Trang để tủ lạnh thôi, không cần rửa nữa, để chỉ cần luộc thôi. Hũ này là đậu hũ tươi các bạn, cắt ra. Ô nước quá, để Trang đổ cái nước này ra các bạn. Chắc cái nước này ra bỏ. Trang nước xong rồi, Trang định làm món đậu hũ trắng kho nước tương và canh cải với đậu hũ. Ướp nước tương kho nha các bạn, ăn đơn giản, không nhiều gia vị, không thử dầu hành tỏi gì nha các bạn. Mẹ Trang khỏe mạnh là cũng do hồi xưa cũng ăn như vậy, Trang thấy Trang ăn theo. Mẹ Trang nấu không có thử dầu tỏi gì nhiều các bạn ơi. Rồi coi như cái này là đậu hũ sắc rồi, thì coi như cái này không cần thiết, Trang đem dẹp, đem rửa luôn. Đó làm rau dùng đó. Đây miếng cà bông bên đây.
xong công chuyện là xong, bếp núc dọn dẹp luôn. Đây nó có cái chỗ dắt dao nè các bạn, dắt dao bên đây, cái đồ dắt hết bên đây luôn nè. Trang nóng nước sôi sẵn bằng cái ấm điện, giờ Trang đổ vô đây cho nó nhanh. Các bạn, ô đây các bạn biết gì không, cái đồng bầu của Trang nè, cái đồng bầu Trang hái ngoài kia Trang bị Trang làm nó gãy đó, giờ Trang luộc luôn, bé bé xinh xinh ăn được muỗng cơm á các bạn, quý lắm. Cái này hơi già bỏ tí đi. Đây à, quên bỏ chút xíu muối vô, hai bên đều cần để cái đồng bầu tí xíu là bỏ rau đắng vô là vừa rồi. Bây giờ Trang vớt rau đắng ra, dĩa rau đắng của Trang trồng nè các bạn ơi, ngon không, ngon quá. Chút xíu cái đậu hũ trắng kho nha các bạn. Ô thơm lừng, thơm lừng, nước sôi nhìn nhàng ha các bạn. Trang bỏ đậu hũ chiên vô. Mà nhiều quá không có hết, thôi nấu nửa hộp thôi các bạn. Hộp này cũng 3-4 đô la nè, nấu nửa hộp thôi, còn nửa hộp là mai mốt Trang Trang xào với cái gì đó, rau củ. Tí nữa đường đi cho nó dịu, không có ăn đường nhiều, một chút xíu thôi cho nó dịu anh. Rồi tắt lửa, giãn nó lượt luôn đi Trang dở. Rồi xong rồi, Trang dở cái nắp cái đậu hũ kho này, Trang quay cận cảnh cho các bạn xem. Bữa trưa Trang nấu đây. Đó. Đây, cơm của lửa chín tới. Trang xới lên nha các bạn. Bây giờ Trang xin mời cả nhà dùng cơm với Trang nha. Đây. Nếu chồng Mỹ là ăn cơm như vậy nè các bạn. Chồng đậu đọc bầu của Trang hái nè. Chấm cái nước nước tương mà. Chấm cái nước tương của cái đậu hũ kho nè các bạn. Trời ơi lên trên quá vậy. Căng độn mấy cái này lên cho nó cao lên nè các bạn. Thôi bỏ ra luôn đi ha. Độn cho nó cao lên các bạn. Thôi mệt quá dẹp luôn đi. Đây nè, thôi mệt dẹp luôn đi. Ăn bình dân đi. Mời các bạn ăn đậu bầu. Bữa cơm chay ngon quá các bạn ơi. Cơm chay ngon quá các bạn ơi. Đây đậu hũ trắng. Mời các bạn đậu hũ trắng nha. Trang ăn một chén cơm thôi các bạn ơi. Một chén lưng lưng. Đậu hũ non ngon béo các bạn. Ăn hết vợ chồng đột bầu luôn đi cho rồi đi. Cả hai cộng à. Có một cộng à, bẻ ra làm ba chứ. Đây mời các bạn. Miếng đậu hũ vô. Rồi bắt đầu tới rau đắng trang trồng nè các bạn. Ăn luôn. Mời các bạn đắng đắng nhẫn nhẫn nha. Ngon quá các bạn ơi. Nó đắng đắng nhưng mà luộc lâu là nó đắng dữ các bạn. Luộc hơi hơi thôi, phải lấy nhanh tay ra. Đây miếng đậu hũ nữa. Đậu hũ trắng nó ăn nó béo béo, nó lạt lạt, nó ngọt, cái vị nước tương á ngon quá trời ngon. Ăn hết rau đắng với đậu hũ đi, ăn canh sau các bạn. Đang mướn chồng Trang ăn bao nhiêu đây em, trả nhiều tiền cũng không ăn. Trang đồ Mỹ thì được cố gắng ăn được, thì chồng Trang không thể cố gắng ăn cái này các bạn ơi. Ăn cơm với các bạn nè.
Các bạn ăn cơm trưa, các bạn ở Việt Nam chắc là giờ này 12 giờ ngủ rồi. Chúc các bạn ngon giấc nha. Ngủ dậy rồi thấy Trang ăn. Mấy con Trang cũng thích. Còn miếng đậu hũ cuối cùng ăn luôn. 4 miếng. Trang chén cơm này 4 miếng đậu hũ kho các bạn. 4 cục nhỏ. Trang ăn sạch hai dĩa rồi đó bạn ơi. Đó. Giờ tới cái tô nhỏ. Đây là đậu hũ nấu canh. Mời các bạn miếng. Nguy bàn ăn thì mình phải thiết kế sao các bạn? Trang không biết biết thiết kế cái vụ bàn ăn Trang ngồi Trang khom xuống vậy nè. Mà quay cũng không thấy vô đồ ăn. Mình phải quay làm sao các bạn chuyên nghiệp chỉ giùm Trang với nha. Trang cảm ơn. Đây Trang đi canh vô Trang lùa nha các bạn. Lùa như thời thơ ấu vậy. Thời thơ ấu mẹ Trang cho ăn canh toàn quốc á. Nước không á. Lùa một hơi hết đi. Đây Trang lùa nha các bạn. Mời các bạn. Lùa một lùa nữa hết. Hết chén thứ ba nha các bạn. Đây. Ăn dữ lắm chứ các bạn, đâu phải ít đâu ha. Nói vậy chứ gom lại 4 thứ nhiều lắm các bạn ơi. Mấy đồ hũ nữa. Trang có bạn là cái bà lão Noel nè các bạn. Dễ cưng lắm. Mà Trang nhìn đâu thấy bà lão đâu. Tôi thấy cái mặt dễ thương như em bé vậy nè. Chồng Trang nói bà lão, Trang nói em bé. Người Mỹ không có len can lát két gì nha bạn. Ăn phải không có tiếng động, hút nhẹ nhẹ. Ở nhà hôm sau chồng Trang nói dẫn đi nhà hàng Mỹ á, nhớ cẩn thận ăn nĩa, ăn dao và đừng có khua chén đũa muỗng, nó kỳ lắm. Đúng cái ọt. Xong cái dĩa cái phần thứ tư nè các bạn, đó chồng lên đây luôn, đâu đó gọn các bạn. Rồi tiếp tục là phần lai xét. Quên lấy ly nước rồi, phải uống sao đi. Đây là xét là apple. Mỗi bữa ăn Trang một miếng. Mời các bạn nha. Có nhiều loại apple lắm các bạn. Envy gì tùm lắm á. Mà Trang thường ăn cái apple Fuji. Rồi lúc tâm mới qua bạn Phát, bạn của Trang chỉ cho Trang cái loại này ngọt nè. Nhìn cho Trang quen rồi. Bữa ông già Noel nè các bạn. Có cái chuông. Trang thích mấy cái bà già Noel nó dễ thương đó, đỏ đỏ, nhìn cưng lắm. Hồi nhỏ không có được chơi chơi búp bê, giờ mua để chơi để nhìn ngắm luôn. Mời các bạn một miếng áp bò nữa nha. Hơi bị no à. Thôi ráng ăn luôn đi. Cái bà này hơi cao. Mà Trang đang để cái máy quay ăn hơi đó. Bạn của Trang nè các bạn. Ăn để các bạn không có ăn cũng kỳ quá.
Ôi, xe đưa thơ tới nước rồi các bạn. Nãy họ bỏ thùng thơ bên kia, giờ đang dòng lại tới của Trang. Thôi Trang xong rồi Trang đi ra lấy thơ cái. Thì cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem cảm video. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương gia đình nhỏ của Trang, xem video ủng hộ tụi Trang. Thì chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video sau nhé. Bye bye. Cả nhà nhớ ấn vào cái chuông cho nó ra màu đen giùm Trang nhé. Cảm ơn.